Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Cũng đã lâu lắm rồi thì mình cũng chưa lên video ấy. Chắc là khoảng tầm từ 2 đến 3 tuần mình chưa lên video rồi. Cho nên là anh em chắc cũng nhớ mình nhiều nhở. Trong tuần thì mình cũng khá là bận ấy, bận trade này, làm việc này. Rồi cuối tuần thì cũng muốn dành một chút thời gian để nghỉ xả hơi. Đấy, cho nên là nhiều khi là cũng lười làm video ấy. Nhưng mà video ngày hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 24 tháng 7. Cái mục đích của video ngày hôm nay thì cũng chẳng có gì nhiều, mà mình chỉ muốn nói về những cái quá trình của mình tập luyện để chơi quỹ nó như thế nào thôi. Cái quá trình chơi quỹ của mình hiện tại thì mình đang tập chơi quỹ FTMO rất là nhiều luôn, và chơi quỹ MFF nữa. Trong cái video lần này thì mình sẽ cho mọi người xem cái quá trình tập luyện của mình như thế nào và cách mình tập luyện chơi quỹ như thế nào nhé. Thì trong cái tháng 7 vừa rồi, trong đầu tháng 7 vừa rồi, cái quỹ Private Fund V2 của mình nó đã lãi khoảng 71 triệu. Đấy, lãi 71 triệu và mình đã chia hết cho anh em rồi, anh em trong quỹ rất là vui vẻ luôn. Mình rất là vui mừng khi mà mình đưa tiền lãi cho anh em xong. Đấy, anh em lại vui vẻ, lại mời lại mình tiền cà phê nữa. Thì đấy, mình đưa cho mọi người giá trị thì mọi người lại trả lại mình một cái gì đấy rất là công bằng thôi đúng không? Và đây chính là những cái thành quả mà mình đã trả lãi cho anh em trong quỹ nha. Đó, chẳng phải đa cấp, chẳng phải gì cả. Tiền lãi lấy từ thị trường, chia và trả cho anh em thôi. Và tiền gốc nó vẫn còn nguyên. Đấy, tội gì không chơi đúng không? Ok, và bây giờ chúng ta sẽ vào cái chủ đề chính của video ngày hôm nay nha. Thì mình đang tập luyện cái quỹ FTMO ấy. Thì cái quỹ này ai chơi Forex thì chắc cũng biết rồi. Nó cấp vốn cho mình chơi. Đấy, thì mình đang tập luyện cái quỹ này. Mình có cái mục tiêu đề ra là mình đỗ khoảng tầm 10 tài khoản demo thì mình sẽ vào một tài khoản thật. Đấy, còn tài khoản MFF thì mình đang chơi rồi. Và đây thì mình cho mọi người xem cái thành quả mà mình đang tập luyện chơi quỹ FTMO. Đây, thì cái file này tí nữa thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả video nhá, và phần comment, để cho mọi người có thể tự click vào, mọi người theo dõi cái quá trình tiến trình hoạt động của cái tài khoản FTMO demo này của mình, thì mọi người có thể xem trực tiếp luôn. Thì hiện tại đây là không biết bao nhiêu tài khoản nhỉ, chắc phải hơn chục tài khoản quá. Đó, thì mình sẽ có ý định là mình sẽ pass hết cái chỗ này thì mình mới đăng ký thi thật, tại vì lúc đó thì mình cái phương pháp của mình nó chắc rồi, cái kiên định của mình nó chắc rồi, tuân thủ kỷ luật rồi, thì lúc đấy thì nó 10 cái như một, có nghĩa là mình sẽ pass một cách dễ dàng. Hiện tại thì mình đã pass được 4 tài khoản đấy, một tài khoản nữa thì nó chuẩn bị pass, còn 4 tài khoản fail này của mình ấy, mình đánh dấu đỏ này thì có nghĩa là trượt. Cái ngu nhất của mình đó là để lệnh qua đêm và nó bị trượt giá, đâm ra là spread nó cao và nó vi phạm vào cái lỗ tối đa của ngày là 500 đô. Đây, có cái link theo dõi này thì mình sẽ ấn vào đây mình xem. Rất là tiếc luôn. Đấy, lên được 300 đô rồi, lên được 341 đô rồi, nhưng mà đúng qua một đêm thôi thì nó đã bị vi phạm và mất 800 đô. Đấy, mark daily loss chỉ có 500 thôi. Đấy, coi như con này bị trượt này thì mình bỏ qua một bên, coi như là mình sẽ thi lại con này. Đấy, còn ba cái con đầu này thì mình đã đỗ rồi nhé. Đây cho mọi người xem luôn. Đây, con này thì mình cũng đã đỗ rồi. Còn một ngày chơi nữa thì ngày mai mình để một lệnh 0.01 rồi mình tắt đi luôn thì sẽ đủ. Pass luôn con này. Đây, con thứ hai cái của mình đây. Đây, con này thì cũng đã pass rồi. Đây, target là 507 đô. Thì mình cũng đã tắt luôn. Đây. Thật ra con này của mình ấy, mình chỉ pass trong 3 ngày thôi. Pass quỹ trong 3 ngày, 11, 12, 13 tháng 7. Còn ngày 14, 15 thì mình để lệnh thì mình cắt luôn, để cho nó đủ 5 ngày trading. Đấy, cái tài khoản tiếp theo. Đây, tài khoản này cũng pass rồi, 513 đô, cũng pass trong 3 ngày luôn. Đó, thì cái bảng theo dõi này thì mọi người có thể làm theo nhé. Mọi người có thể làm theo, làm y hệt như mình theo dõi. Rồi cái bảng này thì mình sẽ để ở dưới mô tả video và phần comment để mọi người có thể tự theo dõi, mọi người click vào mọi người xem. Đấy, rất tiếc luôn, bốn con này sắp phát đến nơi rồi nhưng mà để lệnh qua đêm phát. Đó, thì cái con này của mình lên tận 200 mấy rồi. Đấy, chơi được 2 ngày thì mỗi ngày trung bình mình sẽ tính mình kiếm được khoảng tầm từ 150 đến 200 đô, hoặc là tầm 100 đô là mình cũng nghỉ, mình không chơi nữa. Đấy, cho nó an toàn. Đây, con này cũng mới chơi một tí, lãi được 66 đô. Ok, còn những cái con ongoing này có nghĩa là mình đang trong tiến trình nhá. Thì mấy cái con này thì mình cũng sắp pass đến nơi rồi. Hiện tại đang là 400 linh mấy đô rồi ấy, thì còn khoảng tầm vài chục đô nữa là nó pass rồi. Đây, con này là 409 đô. Thì có nghĩa là còn có 91 đô nữa là pass rồi. Vậy có 2 ngày chơi thôi. Đây, một con. Một con nữa. Con này thì mình cũng sắp pass rồi sao ấy. 273 đô. Thì còn một nửa chặng đường nữa, mình mới chơi được có 2 ngày thôi. Hai con cuối cùng nhé. Mấy con dưới thì mình chưa để link. Đấy, mình sẽ cập nhật link sau cho anh em có thể tự theo dõi. Đấy,
Và cái điều quan trọng nhất khi mà mình xem cái bảng như này ấy, thì mọi người có thể để ý được cái profit factor và win rate của nó nhé. Cái profit factor này có nghĩa là cái tỷ số lợi nhuận ấy, thì cái tỷ số lợi nhuận này nó lớn hơn 1 thì có nghĩa là trong dài hạn thì mọi người sẽ có lãi. Vậy thôi, còn win rate là tỷ lệ chiến thắng thì không nói làm gì. Đó, cái profit factor này chỉ cần lớn hơn 1 nhé, lớn hơn hoặc bằng 1. Còn nếu mà nó nhỏ hơn hoặc âm ấy, thì có nghĩa là tài khoản nó đang lỗ. Đó, ok. Thì MFF thì nhìn chung là mình tập luyện cũng khá là ổn. Đấy, cái cách tập luyện thì mọi người có thể lập rất là nhiều Gmail ở đây. Đấy, sau đó mọi người đăng ký FTMO. Thì mỗi tài khoản FTMO thì mọi người sẽ được thi thử trong vòng 14 ngày. Đấy, so với thi thật là 30 ngày thì thi thử nó chỉ được 14 ngày thôi. Thì cứ lập khoảng tầm chục tài khoản đi cho nó thoải mái. Tại vì là cho dù mình trượt đi chăng nữa thì mình cũng không thi lại được luôn. Mà mình phải chờ hết 14 ngày mình mới đăng ký lại thi tiếp được. Đây, cái này thì mình sẽ chờ tiếp đến ngày 31 tháng 7 thì nó mới hết thì mình mới đăng ký lại cơ. Ok, thì đấy là FTMO nhá. Còn sang tài khoản MFF của mình ấy. Đây tài khoản của mình. Tài khoản MFF của mình ấy, thì mình đang đăng ký thêm một con Rapid nữa. NCA, có nghĩa là nó sẽ không bị đặt ra cái mục tiêu là phải đạt được bao nhiêu target phần trăm tài khoản cả, mà có nghĩa là mọi người chơi được bao nhiêu thì mọi người ăn lãi bấy nhiêu. Và ăn lãi 12%. Đối với mình ý, thì mình thỏa mãn với cái 12% trên tổng lợi nhuận là được rồi. Không cần phải đăng ký evaluation, tại vì nó cũng khá là khó ý. Khi nào mà mình đăng ký được FTMO mình đỗ, mình chắc chắn rồi. Đấy, thì mình sẽ đăng ký tiếp con này với thêm một tài khoản nữa, evaluation. Đấy, con này thì trước thì mình đã trade lên được tận $900 rồi. Nhưng mà cũng để lệnh qua đêm, thì nó sụt luôn còn có âm bao nhiêu, 49.000 bao nhiêu ấy. Sau đó mình trade thì nó lại lên. Đây, hiện tại đang lãi $100. Hôm trước thì lãi tận 900 mấy cơ, lên tận gần $1,000. Đấy, khá là tiếc. Và mình rất là đang phân vân, nếu mà không biết là mình chia sẻ những cái kinh nghiệm của mình tập luyện quỹ, chơi quỹ như nào cho nó hiệu quả và nó đỗ như thế, thì không biết là anh em có quan tâm không nhỉ. Và nếu mà chia sẻ thì sẽ chia sẻ thế nào bây giờ. Tại vì ở trên mạng xã hội có rất nhiều những cái thành phần mà nó kiểu nó ghét mình ấy, nó chửi bới mình, nó cứ bảo mình là lùa gà các kiểu. Nhưng mà thật ra những cái thằng đấy nó có biết cái gì đâu. Nó cứ hay kiểu thích hay chửi bới linh tinh. Đấy, nó bảo mình là nó hóng mình video phát quỹ các kiểu, nó khinh thường mình. Thì trong video này thì sẽ không có review lệnh đâu anh em nhé. Tại vì mình cũng chẳng biết nói gì cả. Cái công thức, phương pháp cũng chỉ có đến như vậy thôi. Quan trọng là cái tâm lý và cái kiên định của anh em như thế nào. Bây giờ đã là 10h19 phút tối ngày Chủ nhật. Cũng chúc anh em có một ngày cuối tuần và sang ngày đầu tuần mới thật là vui vẻ và trade được nhiều tiền nhé. Ok, cảm ơn anh em và hẹn gặp lại mọi người vào video lần tới nha. Bye bye.